Indonesia điều thêm 10.000 lính chống cháy rừng, tin từ Pekanbaru, Indonesia. Trước đó ngày 10 tháng 9, nước này đã cử 1.000 binh sĩ tới Nam Sumatra trong bối cảnh khói cháy rừng khiến cho hàng ngàn người đã bị bệnh, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn lại. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia gọi tắt là BNPB cho biết, nếu cần thiết thì họ sẽ cử thêm trực thăng chữa cháy tới khu vực. Hiện một lực lượng đặc nhiệm bao gồm nhiều cơ quan ban ngành, trong đó có cảnh sát và quân đội đang ra sức để chống lại các đám cháy. Theo Z News, không chỉ gây ảnh hưởng tại Sumatra và Kalimantan, khói cháy rừng cũng đã lan tới các tỉnh Jambi và Riau, buộc các trường học và sân bay phải đóng cửa. Singapore và Mã Lai cũng đã bị vạ lây với chất lượng không khí những nơi này có thời điểm xuống mức có hại cho sức khỏe. Đến nay, thì cảnh sát Indonesia đã xác định được 14 địa điểm nóng cháy rừng ở Nam Sumatra, một số trong đó thuộc các công ty cây trồng. Tổng thống Joko Widodo muốn các công ty cây trồng phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra cháy rừng ở trên vùng đất của họ. Tuy nhiên, theo Reuters, thì việc truy tố thủ phạm lại rất khó do thủ tục pháp lý quá phức tạp.